Sản phẩm bao bì Việt Mác thì nói chung là tôi đã sử dụng thì thấy là rất là gọn gàng và sạch sẽ, vệ sinh. Cơm và đồ ăn uống thì được đóng gói rất là gọn và tôi rất là tiện sử dụng. Và tôi cũng được biết là các cái bao bì này hình như là được làm từ các vật liệu mà thân thiện với môi trường, như là rất là an toàn, hợp với hệ sinh môi trường. Chỉ trong vòng 4 tháng thôi thì mình thấy rằng là cái tốc độ phát triển cái thương hiệu của Việt Mác rất là tốt. Thứ nhất là bởi vì mình thấy là tất cả những người lãnh đạo công ty đã có ý thức để xây dựng cái thương hiệu. Và cái ý thức đấy thể hiện rằng là các bạn làm rất là bài bản. Từ 4 tháng thì mình đã thấy trên một số cái đầu báo, nhất là cái báo điện tử mà bây giờ cái giới văn phòng là họ rất là cập nhật rất là nhanh. Thì một số đầu báo lớn thì các bạn đã xuất hiện rất là với tần số rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là cộng với việc truyền thông, làm truyền thông thì mình có được xem cả trên VTV4 phát ra cả nước ngoài nữa. Thì là các bạn cũng đã có làm những cái chương trình rất là hay về Việt Mác. Thế thứ nữa là những cái điểm bán của Việt Mác. Thì từ cái chỗ mà Việt Mác chỉ là giới thiệu qua các kênh truyền thông thôi, thì bây giờ Việt Mác đang xây dựng hình ảnh của mình ở Hà Nội. Thì là có ở những cái điểm bán đấy, thì ngoài những cái style thiết kế về thương hiệu rồi về trang trí cửa hàng thì mình thấy rằng rất là bắt mắt. Là một người mà sử dụng thường xuyên các sản phẩm của Việt Mác từ những ngày đầu tiên thì tôi thấy là Việt Mác đã có thể là kết tinh được những cái gọi là tinh hoa của ẩm thực của châu Âu cũng như là những cái tinh hoa về ẩm thực của người Việt Nam. Đấy là từ những hạt gạo, những rau cỏ, rồi ngay cả đến những cái sản phẩm như thịt cá đều được Việt Mác tận dụng và đưa vào những cái sản phẩm của mình rất là hiệu quả. Và cái hiệu quả cuối cùng đấy là sự hài lòng của những người tiêu dùng như chúng tôi. Trước kia thì nói về cơm văn phòng thì mình thường hay băn khoăn vì không biết ăn cái gì, nhưng mà từ ngày có Việt Mác thì yên tâm về độ, thứ nhất đầu tiên là độ an toàn thực phẩm, lành mà lại cũng nhanh đúng giờ. Thế mình cũng đã vào cái trang web của Việt Mác thì lại có biết được là nguồn gốc là rau sạch, rau an toàn này, rồi thịt là được xuất xứ từ các siêu thị trong Hà Nội đấy. Thì mình rất yên tâm, lại còn rất là nó rất hấp dẫn là vì mỗi ngày một món mà về đến 2-3 tuần không thấy quay lại cái món đấy. Đấy, thì mình là một khách hàng mà lúc đầu cũng chỉ định ăn thử 1-2 lần, nhưng mà sau đó thì ăn nói chung là cũng phải liên tục. Hiện tại của Việt Mác mà hỗ trợ các cửa hàng nhượng quyền thì ví dụ như cửa hàng của tôi thì có những cái chính sách hỗ trợ khá là ưu ái cho chúng tôi. Thứ nhất là vấn đề về phí nhượng quyền thì năm đầu tiên là Việt Mác không thu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các hệ thống về thiết kế thương hiệu và nhận diện thương hiệu thì Việt Mác làm rất tốt và hỗ trợ chúng tôi những chi phí đấy hoàn toàn là miễn phí. Và thuê những người có khả năng và những người mà đã học ở nước ngoài về để đến và thiết kế cho cửa hàng chúng tôi. Đấy là cái thứ hai. Còn cái thứ ba đó là các hệ thống về trang thiết bị máy móc. Việt Mác cung cấp chúng tôi những hỗ trợ những cái miễn phí trong lòng tiên, ví dụ như máy làm lạnh hay là cái máy sản xuất coca tươi. Còn đến cái tiếp theo nữa là hệ thống về công nghệ và dây chuyền sản xuất về sản phẩm thì Việt Mác đã được hỗ trợ và có kiểm định những cái đó, giúp chúng tôi nhiều trong những cái khâu mà chuẩn bị về đồ ăn, đồ uống thì cái đó đã được cập nhật nhiều hơn. Thêm nữa là các cái chính sách về hỗ trợ về marketing, hỗ trợ về quảng cáo và làm sao để gia tăng lượng khách hàng ngày càng nhiều lên đối với cửa hàng. Cái đó cũng là cái mà Việt Mác đã hỗ trợ chúng tôi làm từng bước rất là nhiều. Và trong 3 tuần vừa qua thì cái lượng khách của tôi ngày càng một tăng đều hơn so với thời kỳ đầu.